trở lại với NT Kid TV. Ngày hôm nay chú Hề NT sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú gấu pu cực kỳ dễ thương các bạn nhé. Để tạo hình được chú gấu pu, chúng ta cần có 3 quả bóng màu vàng, 1 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu đen. Bắt đầu. Quả bóng vàng thứ nhất chúng ta thổi lên khoảng nửa quả các bạn nhé. Chúng ta tạo một quả nho khoảng 2 ngón tay. Tiếp tục, ở đây một đoạn, chúng ta tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Hai đoạn, ở đây chúng ta tạo hai đoạn 4 ngón tay bằng nhau các bạn nhé. Xoắn chúng lại. Tiếp tục, bên này chúng ta cũng tạo hai đoạn bông tay bằng nhau. Chúng ta vào lại. Bây giờ chúng ta thổi quả bóng màu vàng thứ hai lên khoảng nửa quả bóng. Quả bóng màu đen chúng ta thổi một đoạn lên, chúng ta chỉ cần lấy một khúc thôi để làm cái mũi. Ta lấy một đoạn khoảng 2 ngón tay. Ta còn là ok, chúng ta cắt. Chúng ta lấy phần dài này cột vào tay này. Đây là chúng ta làm cái mũi của con gấu pu các bạn nhé. Okay, chúng ta đẩy vô. Khóa khoảng 2 ngón tay. Bây giờ chúng ta dùng đến quả này. Chúng ta đặt như thế này. Chúng ta bóp mềm vào này. Chúng ta cột thật sát vào tới điểm trung ở đây, cột sát lại các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta bóp mềm cái đoạn này, bóp mềm, bóp hơi lên, vừa bóp vừa xoắn để chúng ta lên ở đây nhé. Xoắn ở đây chúng ta sẽ tạo một đoạn khoảng 4 ngón tay. Chúng ta tì vào điểm này và chúng ta cùng bóp hơi xoắn vào điểm này. Tiếp tục một lần nữa, cũng một đoạn khoảng 4 ngón tay ở đây. Chúng ta cũng cột vào đây. Quả bên này chúng ta cũng bóp đẩy hơi ra, vừa bóp vừa xoắn, sau đó cố định ở đây. Ở đây chúng ta tạo một quả nho hai ngón tay. Tiếp tục một cái khóa khoảng hai ngón tay. Một đoạn ba ngón tay. Một cái khóa hai ngón tay. Đây cũng một quả nho hai ngón tay. Chúng ta đưa về đây.
vừa bóp vừa làm cho nghe này. Rồi. Đến đây chúng ta tạo thêm một cái khóa khoảng hai ngón tay ở ngay cái cổ. Phần đầu của chú Gấu Pu. Tiếp theo chúng ta làm phần thân. Phần thân là chú Gấu Pu mặc cái áo màu đỏ. Chúng ta thổi lên khoảng nửa quả bóng. Ở đây chúng ta sẽ tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng hai ngón tay. Chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 5 ngón tay. Ở đây chúng ta cũng tạo hai khóa tương tự, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Đấy, ta tạo một đoạn 5, một đoạn bóng khoảng 5 ngón tay bằng cái đoạn này. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu vàng còn lại các bạn nhé. Chúng ta cũng thổi lên khoảng nửa quả bóng. Ngược lên đây.
ta sẽ tạo một cái khóa khoảng tầm 1 móng rưỡi. Dưới này chúng ta nhắc vào. Chúng ta bóp mềm rồi chúng ta nhét vào đây. Như thế này các bạn nhé. Cho từ đây đến đây khoảng tầm 4 ngón tay. Từ đoạn này đến đây khoảng 4 ngón tay. Rồi chúng ta tạo một vòng tròn khoảng tầm 2 ngón tay. Thêm một vòng tròn hai tay tương tự để làm cái bàn chân. Ok, vậy là chú gấu pu của chúng ta đã hoàn thành. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chú hề ST và nhận được thông báo khi chú hề ST có video mới các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.